hỏi: tại sao người tu đạo phải đoạn dục? Làm sao để cắt đứt? Đáp: chú hỏi câu này với dụng ý gì? Rốt cuộc là chú muốn hay không muốn đoạn dục hả? Nếu như chỉ cần hỏi một câu hỏi là có thể đoạn dục được, thế thì quá dễ dàng rồi. Đừng nói chỉ là riêng chú, vì thân làm người tại gia không dễ chi đoạn dục được, mà ngay cả không ít những người xuất gia cũng không dễ gì đoạn được dục. Chuyện này đâu có phải chỉ là hỏi để cho có hỏi rồi thôi. Con người vì sắc dục mà sanh, cũng vì sắc dục mà tử. Chúng ta đều là từ trong tinh cha quyết mẹ mà đến. Sắc dục là thứ dơ bẩn không chịu nổi, vậy mà người ta vẫn cứ muốn đi theo con đường chết đó. Nếu thật sự muốn đoạn dục thì phải hồi quang phản chiếu và hạ quyết một phen tu khổ công. Hỏi: mới vừa rồi Ngài nói rằng nam thanh tịnh, nữ ô trượt, vậy người nữ đều là không tốt hết phải không? Đáp: người nữ là tốt nhất đó. Tất cả người nam đều yêu mến người nữ mà. Nếu không là vậy thì họ tuyệt đối sẽ không tìm bạn gái để kết hôn đâu. Hỏi: nếu Phật Tổ thật từ bi và có năng lực cứu đời, vậy tại sao thế giới vẫn còn xảy ra nhiều nạn khổ đau như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, thất mùa, đói khát, bệnh tật? Đáp: vậy theo như chú nói thì Phật không có năng lực, không có từ bi phải không? Tôi thì không dám nói như vậy. Hỏi: nhiều sự đau khổ là từ đâu mà tới vậy? Đáp: là vì chúng ta không buông bỏ được tài sắc danh thực thùy. Nếu xả bỏ được những thứ tài sắc danh thực thùy này thì con người suốt ngày sẽ như là cưỡi mây, lướt gió, rất nhẹ nhàng, rất khoái lạc, không có phiền não gì cả. Hỏi: phân đoạn sanh tử của các bậc A-la-hán là có tính tạm thời và cũng là vĩnh viễn phải không? Phải chăng chỗ giác ngộ của các đại đức xưa nay và chỗ ngộ của các bậc A-la-hán cùng duyên giác đều là giống nhau? Đáp: chú có dứt được phân đoạn sanh tử chưa? Tôi không phải là A-la-hán, mà cũng không phải là đại đức, nên tôi hoàn toàn không biết về việc này. Hòa thượng: trong tương lai, khoảng 500 hay 1.000 năm về sau, con người ở hai bên đông tây của quả địa cầu, dù cách nhau cái vạn dặm, họ không cần dùng điện thoại mà cũng có thể trực tiếp nói chuyện với nhau như đang đối diện trước mặt nhau vậy. Lúc đó không cần dùng truyền hình mà người ta cũng có thể xem được hết tất cả các tiết mục cũng như các màn kịch giải trí. Hỏi: Hòa thượng, Ngài có chứng cớ gì lại phát ra những dự đoán coi như không thể xảy ra được? Đáp: đương nhiên là tôi có chứng cớ chứ. Nếu không thì tôi đã phạm giới vọng ngữ, tương lai phải bị đọa vào địa ngục kéo lưỡi. Hỏi: một, ở cổ của con bị mọc xương nhánh rất nghiêm trọng, nếu đi mổ thì có thể bị bại liệt. Vậy do nghiệp ác gì mà con sanh phải bệnh này? 2. Chứng bệnh trầu lo khiến mất ngủ là do nghiệp ác gì sanh ra? Con nên làm sao để hóa giải được? Đáp: 1. Chú đã từng dùng súng, dao, kiếm, chĩa để giết người mà. 2. Ai bảo chú lo âu? Ha ha ha,